cùng mà em dạy cho mình khóa học về hô hấp không? Cái buổi cuối cùng đó, là cái buổi đấy là bé nhà em bị thủy đậu. Bạn ấy bị thủy đậu và bạn ấy đang ở nhà bên mẹ. Mặc dù mẹ vẫn dạy online nhưng bạn ấy vẫn ở phía sau, bạn ấy nằm ngủ ấy, nằm chơi ấy. Đấy. Và bạn ấy bị thủy đậu thì nó có một cái sự rất là may mắn, bởi vì bản chất của thủy đậu thì mình biết rồi và mình hoàn toàn tự tin với cái những cái gì mà mình đã trải qua. Có những cái lúc mà nó bệnh nó rất là khó mình còn trải qua được thì thủy đậu thì nó cũng cũng chỉ là một cái bệnh virus bình thường thôi. Tuy nhiên đấy, bởi vì bản thân mình chưa bao giờ từng trải, những ai mà chưa bị bao giờ mà nhìn thấy những người xung quanh bị thủy đậu mà cái mặt nó cứ phải bôi xanh lét cả lên đấy, nói chung nó rất là tội. Em vẫn nhớ cái khóa khóa dạy trần cho bé khai giảng năm 2021 á, đấy cái khóa khai giảng tháng 10 á, thì có bé nhà chị Lê Anh, đấy, bé chị Lê Anh bị thủy đậu. Lúc đấy chị vẫn đang dùng xanh metilen cho bé, và nếu như mà ai học lại thêm khóa Zoom đấy mọi người cũng sẽ thấy được cái khuôn mặt của bé nó bị trông nó bôi nó xanh lét lên, trông nó tội cực luôn, trông nó sợ lắm. Chúng nó rất là đau á, sợ sợ con nó đau, nó rát, nó khó chịu á. Đấy. Thế nhưng mà đúng thực sự là khi mà được trải nghiệm rồi thì em mới cảm thấy mình rất là may mắn, vì thứ nhất là mình có được cái trải nghiệm để mình có được kinh nghiệm để đồng hành với học viên của mình. Đấy. Cái thứ hai là gì? À, em chả dùng xanh metilen gì cả, nó một cái lạ như vậy. Mọi người cứ phải dùng xanh metilen ấy, trông nó cứ xanh lè hết cả mặt mũi người ngợm ra, nhưng em không dùng, nên là trông nó vẫn bình thường lắm. Đó. Lúc mà nó sưng lên ấy, thì nhìn con cũng rất là tội, nhưng mà mọi người yên tâm là cái nốt thủy đậu á, nó chỉ ở bên ngoài da thôi, nó không có sâu như những cái mụn nhọt đấy, nên là nó không lâu. Tức là bình thường cái nhọt của mình ấy, nó có cái chân nó rất là sâu, nó ăn vào trong cái phần cơ thịt đúng không, nhưng cái thủy đậu nó chỉ ở bên ngoài da thôi đấy, cho nên là mặc dù nó lên rất là nhiều nhưng mà nó lặn rất là nhanh và nó cũng liền rất là nhanh đấy. Những cái trải nghiệm của em cảm thấy rất là may mắn như vậy, là mình đã có những cái trải nghiệm thực tế. Và thực tế thì bị hết nhà em, mỗi bố lúc là chưa bị, bố chưa bị, bố bảo bố cũng sẵn sàng tâm lý rồi vì bố chưa bao giờ bị thủy đậu cả. Nghe nói ai bị một lần cả thì thôi, cứ bị đi lần bị trước khỏi bị sau đấy. Thì cái bệnh thủy đậu á, thì nếu mà mọi người tìm hiểu á, thì nó là bản chất của nó là virus, nó là virus gây ra, có đúng không ạ? Và bây giờ hiện tại thì người ta có vaccine để tiêm đấy, nhưng mà không biết ở đây có ai tiêm vaccine thủy đậu cho con không, chứ em không có tiêm. Thì những cái bệnh như là tay chân miệng hay thủy đậu á, nó không có đáng, nó không không có nguy hiểm, nó không có nguy hiểm như một số cái bệnh như là uốn ván hay là bạch hầu đúng không? Đấy. Thì em tức là những cái mũi tiêm chủng gọi là dịch vụ á, thì em không có tiêm cho con. Đấy, bạn bạn lớn thì có tiêm đầy đủ những cái mũi mà tiêm chủng mở rộng á. Đấy. Còn bạn nhỏ thì không không có tiêm đầy đủ, vì bạn ấy em quên. Nói thật là em quên lịch tiêm của con, vì thấy cảm thấy mũi tiêm nó cũng hay hay nghĩ rằng bạn ấy lúc bạn ấy đẻ ra thì bạn ấy không có vaccine 5 trong 1 vì nó quá khan hiếm, thì bạn ấy phải tiêm 6 trong 1, mà 6 trong 1 bình thường thì người ta tiêm 3 mũi, thì con em tiêm 2 mũi, thì mũi thứ ba để quên rồi, lâu quá rồi thôi thôi mẹ chả tiêm nữa, quên luôn. Đấy. Thì thủy đậu thì nó có vaccine ấy, bởi vì nó là một trong những cái bệnh do virus gây ra. Mọi người nhớ nhé, cái bản chất của virus ấy, thì nó luôn luôn phát triển rất là mạnh, nó gây bệnh giai đoạn đầu rất là nhanh, cái tốc độ rất là nhanh, và nó có sốt nhưng mà nó sốt nhẹ thôi. Bình thường em còn không biết là con em nó sốt, em chỉ thấy nó gọi là hơi ấm ấm hơn bình thường thôi, nhưng mà khi mà mình bị và mình cảm thấy sốt, nhiệt độ nó không lên cao nhưng mà mình biết là mình sẽ sốt, mình biết là mình sốt vì cơ thể mình nó rất là lạnh, lạnh run luôn á. Đấy, sốt nhưng mà lạnh run luôn đấy, thì mình biết là nó có sốt nhưng mà nó sốt nhẹ, nó không sốt cao. Và đó là cái lý do mà chúng ta cần phải đồng hành với nhau ở trong cái buổi ngày hôm nay. Thì bất cứ một trường hợp nào các bệnh mà xảy ra với tất cả các loại bệnh như là tay chân miệng hay là thủy đậu hay là sởi hay là những cái bệnh ngoài da nó liên quan đến bệnh truyền nhiễm, nó lây nhiễm với nhau, thì mọi người nên nhớ là nó sẽ có một cái quy trình. Đầu tiên là nó sẽ sốt. Người nào có thể là nó không có sốt, không có biểu hiện thành nhiệt độ cao. Bình thường nhiệt độ mình là 36 độ 8, nên có thể là có người chỉ 37 độ, 37 độ 2 thôi, thì mình cũng không phát hiện ra là mình sốt mà mình cứ cảm giác là mình nóng thôi, đúng không ạ? Nhưng đó cũng là một biểu hiện, nó gọi là sốt. Đấy. Và khi cơ thể sốt rồi thì mọi người nhớ là cái thời điểm mà nó sốt là cái nồng độ virus đó, nó đang nhân lên, nó rất là mạnh. Cho nên cái nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của mình vẫn cứ phải là hạ sốt. Cái việc mà chúng ta làm hạ sốt ấy, nó song song với cái việc mà chúng ta khống chế cái nồng độ virus, nó làm cho cái bệnh nó không bị nặng lên. Nó không bị nặng lên. Đúng không ạ? Thì có những người bị thủy đậu mà em thấy ví dụ như thế là
À, đứa em của em cũng bị thủy đậu, nhưng mà em ấy không biết điện chẩn nên là cũng không có làm được gì hết đấy. Đấy. Và em ấy là thanh niên rồi, cũng lớn rồi, cho nên là bảo hướng dẫn cho làm 6 vùng phản chiếu thì, nhưng mà chắc là cũng lười không làm, kiểu lười mà, xong rồi cũng có chính kiến của mình rồi, không có thể là không tin nên là cũng không có làm. Thì bị rất là nặng, đến bị từ hôm mùng 3 Tết mà đến hôm nay vẫn chưa khỏi. Bị từ hôm mùng 3 Tết, hôm nay là ngày 11 rồi, tức là bị ở 7 ngày 8 ngày rồi đấy mà vẫn chưa khỏi, vẫn đang rất là nhiều, gần như là toàn bộ trên mặt là nó nổ mụn hết. Trong khi mình làm điện chẩn thì như em là ba mẹ con em đều đều có trải trải nghiệm làm điện chẩn nhé, thì cái bạn nhỏ bạn ấy phát hiện muộn hơn, tại vì buổi hôm trước đấy thì em không có tắm cho bạn ấy mà chỉ có bà thay quần áo cho thôi á, thì bà không phát hiện ra. Thế đến hôm sau khi mà mẹ tắm á, thì mẹ mới phát hiện ra là nốt nó đã mọc nhiều ở trên người rồi, có những cái mụn nó rất là to, có những cái nó to nó vỡ ra ở ngay cổ này này. Buổi sáng hôm đấy thì phát hiện ra cái mụn đấy, nhưng cứ nghĩ chắc là cái mụn gì đấy thôi, có mỗi một cái thì không biết là nó là thủy đậu nó vỡ ra rồi. Thì đến chiều về lúc mà mẹ tắm cho thì mẹ phát hiện ra là toàn bộ ở trên người, trên đầu là mọc mụn hết đấy, thì muộn muộn hơn, phát hiện muộn hơn, cho nên có thể nói là làm điện chẩn nó muộn hơn một bước. Nhưng mà khi mà đến cái bạn lớn bị ấy, thì mẹ phát hiện ra sớm hơn, mà đến khi em bị em cũng phát hiện ra sớm hơn, thì cái tỷ lệ mà mụn nó mọc lên ít hơn nhiều lắm. Bạn nhỏ bạn ấy bị kín khắp mặt đây này, nên ai mà nhìn thấy ở trên Facebook của em là mọi người sẽ thấy cái nó mụn nó mọc kín luôn, kể cả còn bạn nhỏ thì chỉ có vài cái ở trên mặt lưa thưa thôi. Đấy, em cũng có chứ, em cũng có vài cái nhưng bây giờ nó bong hết rồi. Em bị từ hôm chiều hôm mùng 1 Tết là phát hiện ra mình bị nổi mụn. Thì đến hôm mùng 5 là hết Tết ấy, đã bình thường, nói chung cơ thể hoàn toàn bình thường, các mụn nó khô lại rồi. Đấy, thì mọi người xem cái hình ảnh bạn ấy bị thủy đậu á. Bạn ấy bị phát hiện muộn cho nên là cái mụn nó mọc lên nó rất là nhiều luôn. Nó gọi là nó dày hơn. Đấy. Nên là khi mà chúng ta cái gì nhỉ? Thì khi mà chúng ta phát hiện ra con á, mình phát hiện ra càng sớm càng tốt, thì mình sẽ khống chế được cái virus ở trong á. Đây. Đó, đây 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 là cái mặt của bạn. Mình cứ nhìn cứ rất là tội chứ, ai nhìn vào cũng rất là tội nghiệp vậy, trông đấy, đầy như này. Mọi người thấy không, em làm điện chẩn đấy, có khi em còn không có chỗ để em làm điện chẩn nữa, tức là không có chỗ để dán cao nữa, bởi vì cái mụn nó mọc lên rất là nhiều luôn. Khi mà chụp cái ảnh này là nó đã gần như là nó đã bắt đầu sang cái giai đoạn mà nó hơi xe xe lại rồi á, nó hơi xe xe. Đến cái ngày thứ hai là nó bắt đầu có một số cái nó vỡ ra thì nó khô cái mặt lại. Còn có những chỗ nó không có chỗ để dán cao luôn, nên là em phải dùng cái bút rung huyệt ra để em làm điện chẩn cho bạn ấy lúc giai đoạn đầu. Đấy. Khi mà phát hiện ra thì nó muộn hơn cho nên là nó nặng hơn, nên là khi mà chúng ta phát hiện ra sớm thì chúng ta làm càng sớm càng tốt. Và chúng ta nhớ là cái kỹ thuật mà 9 vùng phản chiếu bạch huyết hoặc là 6 vùng phản chiếu bạch huyết ấy, là hai cái giảm thuật mà nó giúp kích hoạt được cái hệ bạch huyết ở bên trong cơ thể của mình, nó tăng sức đề kháng lên, nó vừa có tác dụng hạ sốt và nó cũng vừa có tác dụng là khống chế cái sự phát triển của virus. Đấy mới là cái chìa khóa. Cho nên là khi mà chúng ta phát hiện ra con hơi ấm ấm là chúng ta chỉ làm 9 vùng phản chiếu thôi. Như em là em vẫn phải cố gắng làm 9 vùng phản chiếu. Mặc dù cái mặt của bạn rất là nhiều mụn, mà cái nốt thủy đậu ai mà bị rồi biết, chỉ cần chạm vào thôi nó vừa ngứa nhưng mà nó lại cũng vừa đau. Chạm vào thôi nó rất là khó chịu, nhưng em vẫn phải cố gắng em làm, vừa là cả làm trực tiếp mà vừa cả làm bằng huyền công luôn á. Làm. Đấy, và mình cũng sẽ cố gắng làm cái tần suất nó nhiều hơn bình thường. Ví dụ như hạ sốt thì mình làm 1 tiếng một lần, bởi vì lúc đấy là con đang sốt và con đang cần rất là khẩn cấp rồi. Thế nhưng mà khi mà con bị thủy đậu mà những cái bệnh virus nói chung nhé, tay chân miệng cũng tương tự như vậy, thì không nhất thiết mình phải làm 1 tiếng một lần đâu, đúng không ạ? Mà có thể mình giãn ra 2 tiếng, nếu mà con chịu ngủ thì 3 tiếng mình làm cũng được. Tức là một ngày mình đảm bảo mình làm khoảng 4 đến 5 lần, một ngày mình làm khoảng 4 đến 5 lần là cái liều lượng đấy ấy, là nó đã đủ để nó khống chế cái virus lại, nó không cho cái virus nó phát triển mạnh lên, nó ngăn không cho cái mụn nó mọc nhiều hơn. Cái mụn nó mọc nó là một trong những cái biểu hiện của virus nó phát ra bên ngoài, nó bộc phát ra bên ngoài da đó. Đấy, cho đến lúc mà em quan sát đến ngày thứ ba nhé, ngày thứ ba là mình nhìn thấy những cái mụn mà nó nổi lên, nó giống như những cái mụn mới á, nó hơi hồng hồng ở dưới da này, mà đến ngày thứ ba là nó bắt đầu nó lặn, nó không bị thành mụn nước nữa, nó không bị vỡ ra nữa mà nó lặn xuống, là mọi người biết là mình cảm thấy là mình nó vi diệu như thế nào rồi. Đấy, cho nên là mình hãy kiên trì mình làm. Và giai đoạn đầu thì nó sẽ có một cái giai đoạn là khoảng từ 1 đến 3 ngày đầu, từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ ba,
là cái sự lây nhiễm, cái sự lan nhiễm của nó, tức là nó có thể từ vùng này sang vùng kia. Có thể là bị ở trên người trước, cũng có người bị ở trên mặt, có người bị trên đầu, có người bị ở tay ở chân, đúng không? Nhưng mà cái từ ngày thứ nhất đến ngày thứ ba, là 3 cái ngày đầu á, là cái tốc độ virus nó phát triển rất là mạnh và nó lan nhiễm rất là nhanh. Cho nên song song với cái việc mà mình làm kỹ thuật 9 vùng phản chiếu bạch huyết hay là 6 vùng phản chiếu bạch huyết á, thì mình sẽ làm cho con cái bộ huyệt tăng cường tính miễn nhiễm. Đấy, thì cái bộ huyệt này mình có chia sẻ ở trong cái bài về các bệnh ngoài da, trong đấy có cái bệnh thủy đậu hay tay chân miệng đấy, thì bộ huyệt tăng cường tính miễn nhiễm, đúng không? Còn cái cách tác động như thế nào thì bây giờ mình sẽ phụ thuộc tùy tùy vào từng mỗi đứa trẻ. Ví dụ như bạn bé nhà em, cái mặt của bạn ấy nó mọc hết cả mụn rồi, có những cái huyệt nó rơi vào cái huyệt để mình làm á, thì nó lại bị mọc đúng cái mụn vào đấy, nên mình không có làm được cái huyệt đấy, đúng không ạ? Cho nên là em phải dùng cái bút rung huyệt đấy, bút rung, sau đó là em phải cố gắng làm nó lệch đi một xíu cái huyệt đấy cũng được, nhưng mà vẫn phải cố gắng rung nhẹ nhàng lên cái huyệt đấy để nó có một cái kích thích lên cái huyệt đạo đấy. Và nhưng mà bạn bạn lớn nhà em á, thì cái mụn nó ít, trên mặt nó chỉ có vào khoảng 3 4 cái, nó nhỏ nhỏ thôi à, nó không ảnh hưởng gì đến cái việc mà mình dán cao cả. Thì cái nhiệt độ mà nó sót thấp thấp như vậy mình vẫn có thể dán cao được, đúng không ạ? Mình vẫn có thể dán cao được, thì mình có thể mình làm 9 vùng phản chiếu cho con này, hoặc là mình cũng có thể chọc bưởi cho con này, rồi sau đó mình dán cho con một việc tăng cường tính miễn nhiễm. Thì từ 1 đến 3 ngày đầu ạ, thì cái sự lây nhiễm của nó sẽ không lan rộng ra và nó sẽ không nhiều lên, không nhiều lên. Cái tốc độ phát triển của virus nó bị kiềm hãm lại rất là đáng kể luôn. Đấy là cái sự quan sát của em, giữa mà làm sớm và làm muộn. Đấy. Và đến cái ngày thứ ba, khi mà mình quan sát thấy là những cái mụn á, những cái mụn thủy đậu nó sẽ bị mọc một số cái chân nó trắng trắng như kiểu nó có mưng mủ á. Một số nhé, một số thôi chứ không phải tất cả. Có những cái nó bị mưng mủ. Đấy, nó bị mưng mủ. Thì khi mà bị mưng mủ như vậy á, thì mình, tức là em đang nói đến bộ huyệt chính, thì mình sẽ chuyển, mình không có làm tăng cường tính miễn nhiễm nữa, vì lúc này mình đã khống chế được cái nồng độ virus rồi. Thì sang cái ngày thứ ba, ngày thứ tư, thì mình sẽ làm cho con cái bộ huyệt tiêu viêm tiêu độc. Đấy, thì lúc này là cái mụn nó đã chuyển sang cái trạng thái bị viêm, và cái mủ đấy nó chính là cái độc tố để mà nó cần đào thải ra khỏi cơ thể, thì đó chính là cái bộ huyệt tiêu viêm tiêu độc. Thì đấy là 2 cái bộ huyệt chính trong quá trình mà mình điều trị thủy đậu. Mình chỉ cần làm vậy thôi, đến cái ngày thứ tư rồi mà mình không thấy con sốt, cũng không thấy mụn nó mọc thêm nữa, thì lúc này không cần phải làm 9 vùng phản chiếu nữa, chỉ cần làm bộ huyệt thôi, đúng không ạ? Đấy, thế thì đấy là về diện chẩn. Còn song song nhé, song song với việc mình làm bộ huyệt á, thì có cái dầu chống viêm, cái dầu chống viêm, hoặc là nếu mà mình không có dầu chống viêm thì mình có thể dùng ngay cái dầu trị hăm, cái dầu chống hăm mà mình được tặng ở trong khóa học diện chẩn cho bé đấy, nó cũng là một chìa khóa. Nếu không thì mình sẽ có dầu dừa lộ. Đấy, thì 3 cái sản phẩm đấy em nghĩ là nó tuyệt vời để nó hỗ trợ cho những cái bệnh ngoài da như là thủy đậu hay chân tay miệng thì cũng thế cả thôi. Đó, những cái bệnh mà nó bị lở loét ngoài da, nó liên quan đến mụn đó, thì mình sẽ bôi nó. Đấy, và mình nhớ là gì ạ, luôn luôn đảm bảo vệ sinh, tại vì mọi người cứ bảo là thủy đậu thì phải kiêng nước hay kiêng gió, chứ thực tế em trải nghiệm thì em không kiêng được như thế đâu, bởi vì nếu mà em kiêng thì ai làm cho em? Mọi người đặt mình vào hoàn cảnh mà xem, nếu mà mình kiêng nước kiêng gió thì ai nấu cơm, ai rửa bát, ai đi chợ cho em? Cho nên là em vẫn vẫn sinh hoạt bình thường, và mình vẫn phải đảm bảo vệ sinh. Đấy. Và mình vẫn nấu nước lá bàng, vẫn nấu nước lá bàng để mà tắm rửa ráy, rửa mặt, rửa mũi, rửa tất cả mọi thứ đều dùng nước lá bàng hết. Thì khi mà em sau khi mà rửa sạch sẽ đi ấy, thì bắt đầu bôi lớp dầu chống viêm vào, thì một ngày em chỉ rửa một lần thôi, một lần như vậy thôi, nếu mà trời lạnh quá thì thôi không phải rửa nữa, bôi dầu chống viêm cũng được. Nhưng mà có một cái nhược điểm là bôi xong thì nó dính hết vào quần áo dính hết vào quần áo, đúng không ạ? Thì không sao cả, giặt thì nó cũng sẽ bay thôi, nhưng mà vẫn còn, nó không hết được, không hết được hẳn, nhưng thôi không sao, phải hy sinh, mình phải hy sinh chứ, đúng không? Thì không phải bôi xanh metilen, mà bôi xanh metilen vào nó xanh lẹt à. Đấy, thì em bôi dầu, mọi người có dầu dừa lô hội thì bôi dầu dừa lô hội, bôi dầu chống hăng, bôi dầu chống viêm, tùy dầu nào cũng được, đúng không ạ? Đấy, và cứ bôi liên tục, một ngày mình có thể bôi 3 4 lần, tùy lúc nào mình cảm thấy mình bôi được thì mình bôi. Thực ra lúc em bị là thời tiết nó rất là lạnh, cho nên là một ngày em bôi khoảng 3 lần. Ô, buổi sáng thức dậy rửa mặt mũi tay chân xong là bôi cho con một lần, xong rồi đến tầm trưa đi ngủ lại bôi một lần, và đến tối lại bôi một lần. Đấy, một ngày em làm 3 lần như vậy. Nhưng buổi tối thì mới phải buổi chiều tối á, thì mình mới rửa bằng nước lá bàng, sau đó mình bôi và mình làm diện chẩn. Tức là buổi chiều tối gần như là em làm rất là cẩn thận, còn ban ngày thì em cũng làm không 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 phải là đầy đủ các bước lắm, đúng không ạ? Thì đến cái ngày thứ tư rồi thì lúc đấy thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng, mụn nó bắt đầu nó lặn hết đi rồi, và những cái mà nó có cái vẩy ấy, nó bong nhanh lắm,
bong nhanh cực kỳ luôn. Có khi buổi sáng nhé, buổi sáng bạn ấy thức dậy em nhìn thấy bụng rất là đen, cái mặt nó rất là đen, nhưng đến buổi chiều nó đã khác rồi, nó lạ như vậy nữa cơ. Cho nên mọi người không phải lo lắng nếu như mà mình bị thủy đậu, được không? Người hình dung được yêu em không? Đấy, đấy là một cái để lưu ý. Và có một cái cực kỳ quan trọng khi mà mình chăm sóc em bé bị thủy đậu nữa, đấy là gì ạ? Có những bé nó bị mọc hết khắp miệng này này. Bình thường nó không bị mọc ở trong miệng nhé, không bị mọc ở trong cái đường tiêu hóa, không bị mọc ở trong cái đường hô hấp á, thì nó rất là may mắn, rất là may mắn. Bởi vì nó không khó chịu ở bên trong, nó chỉ bị ở bên ngoài thôi, mình điều trị rất là dễ. Nhưng mà như bé bé nhỏ nhà em á, là bạn ấy bị mọc cả ở miệng, bị mọc cả bên trong đấy. Và hôm đấy thì em thực sự là, tại vì là gì ạ, cũng có rất là nhiều trường hợp mà nó mọc vào cái, nó gây viêm phế quản chứ có đấy. Nó mọc ở bên dưới nó gây viêm phế quản, và nó mọc cả bên trong đường tiêu hóa, nó gây viêm ruột, nó gây tiêu chảy, có hết luôn, đúng không? Cho nên là để mà nó gọi là những cái biến chứng của thủy đậu ạ, thì nó sẽ chạy vào bên trong. Mọi người có nghe cái từ đấy không ạ? Nó chạy vào bên trong. Cho nên là để nó không bị vào bên trong thì cái thứ nhất ấy, mình làm càng sớm càng tốt, và mình phải tích cực làm. Hai cái ngày đầu tiên là hai cái ngày mình cần phải tích cực làm dễ chẩn cho con á, để nó không bị lây nhiễm. Thì đấy là cái chìa khóa. Cái thứ hai, khi mà các bé bị chạy vào bên trong như vậy ấy, đó, thì mình cần phải điều trị cả vào bên trong nữa. Nếu mà ai quan sát cái hình ảnh của em bé nhà em, bạn ấy bị cả trong miệng này, cả trong khoang miệng của bạn ấy bị, bạn ấy phải ăn cháo, mà thực ra thì bạn ấy ăn cũng rất là ngon miệng, bạn ấy không bị bỏ ăn, vẫn biết đói, vẫn ăn bình thường đấy, mặc dù nó bị mụn. Nhưng mà ho, đặc biệt là ho, bạn ấy ho rất là nhiều, tại vì bạn ấy, em đoán là bạn ấy sẽ bị mọc cả bên trong đường đường họng nữa, nhưng em không soi, kệ nó thôi, mình làm diện trần thôi. Bạn ấy bị ho, và nó ho cảm giác bị ho ngứa, tức là ho hàng tràng dài mà muốn giữ lại không giữ được ấy. Muốn giữ không giữ được, nó ho như vậy ấy. Đấy, và em phải làm diện trần cho bạn ấy, và em phòng phòng cả về vấn đề về phế quản nữa. Vì mình cũng lo ngại chứ, mình lo ngại là nó nhiễm vào bên trong, nó bị bội nhiễm vào bên trong, rồi nó ảnh hưởng đến cái đường hô hấp dưới của con thì sao. Thế nên là mình làm rất là tích cực, và mình làm như vậy thì bạn ấy ho cỡ mấy ngày, cũng mấy ngày ho đấy, phải phải đến 3 đêm, 3 đêm bạn ấy ho, cứ ngủ đến tầm về sáng hoặc là nửa đêm, nó không cố định vào cái giờ như là giờ tạng phủ đâu, mà cứ tỉnh giấc là bạn ấy ho ho hàng trang như vậy. Và cứ mỗi một lần ho như vậy thì mẹ lại may quá, may ơi là may á, em có cái bình nước 26-60 của thầy tổ, em cho nước ấm vào trong đấy. Rồi cứ mỗi một lần bạn ấy có cơn ho như vậy thì bạn ấy ho ho kiểu ngứa, mà ho ngứa và bạn ấy còn nôn nữa cơ, bạn ấy bị ho xong bạn ấy bị nôn, ho ngứa cổ bạn nôn, thì có cái bình nước 26-60 nước ấm ấm, thế là cho bạn ấy uống thì nó lại dịu đi. Sau đó là mẹ lại làm viện trần thêm cho thì mấy hôm là bạn ấy cũng cắt được. Nói chung bây giờ thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái thời điểm bạn ấy ho đấy ai cũng sót hết. Nó ho nó không phải là ho do viêm họng đâu, để mà mình chữa là nó cắt được cơn ho, đây là ho do cái nốt thủy đậu nó mọc ở bên trong, nó ngứa và nó sót, nó rát, nó khó chịu lắm đấy. Nếu mà ai có cái gì bên trong mà gây ho mình cũng thấy được, nó ho nó không giữ lại được, ho bố bảo là như là súng liên thanh luôn, bắn liên tục như thế, không thể mà cầm giữ lại được đấy. Thì đấy là một cái đặc điểm. Với một cái nữa là những cái mụn thủy đậu nó lên thì nó sẽ có cảm giác ngứa ngáy, cho nên là phải liên tục nhắc con là thôi con đừng có gãi 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 nó vỡ ra. Thì thực ra khi mà bị rồi thì mới biết là gì, những cái mụn đấy nó ngứa nhưng mà nó lại rất đau, tức là cái chỗ mà nó lên mụn nó ngứa nhưng mà nó lại gây viêm á, nó lại đau. Cho nên mặc dù mình muốn gãi nhưng mình không thể gãi được đâu, mà mình chỉ cần chạm vào mình xoa một cái là nó dịu đấy. Cho nên là để mà giảm được cái ngứa của con á, thì mọi người biết là liên tục em phải làm tứ đại huyệt, cứ khoảng vài tiếng em lại tay tứ đại huyệt cho bạn một lần để bạn ấy trị ngứa. Quan trọng là để trị ngứa, để cho bạn ấy đỡ ngứa và bạn ấy không gãi nhiều. Đấy, bạn bé nào mặc nhiều mụn quá, bạn lớn cũng bị, bạn lớn bị ở trên người nhiều hơn, trên bụng đó, thì bạn ấy cứ xoa khắp người như vậy. Nhưng cứ mỗi lần mẹ làm diện trần xong thì lại hết cơn ngứa luôn, nó chỉ có một lúc thôi là hết. Nên là mình phải nắm được hết tất cả mọi thứ, thì khi mà mình chủ động trong mọi trường hợp của con á, mình hoàn toàn mình có thể chủ động được hết, đúng không? Những gì mà em vừa chia sẻ mọi người có nắm được hết không? Em hỏi thật, tại vì không có bài giảng, không có chuẩn bị bài giảng. Nếu mà mọi người xem bài giảng thì trong cái bài mà các bệnh ngoài da á, thì sẽ có cái bài chân tay miệng và thủy đậu á, thì đó chính là bài giảng. Đây là chỉ là những cái mà mình lưu ý, mình bổ sung thêm và những cái quan trọng nhất để mà mình làm, để không cho cái bệnh nó nặng lên, nó biến chứng thì mới gây nguy hiểm, đúng không? Mình biết diện trần rồi thì mình làm càng sớm càng tốt. Bệnh gì của trẻ con cũng vậy, khi mình biết rồi thì mình làm càng sớm càng tốt, đúng không? Đấy, thì mọi người có nắm được hết không? Không thể im im quá. À, cái gì nhỉ, camera thì cũng tắt hết,
không có tương tác gì cả, xong rồi im hết, không biết làm thế nào. Chị ô, chị Sơn Hồng cũng ở đây luôn ạ. À. Dạ, cảm ơn chị, được không ạ? Thì em mong rằng là mọi người sẽ đồng hành với con sau khi mà mình trải qua xong rồi thì em lên mạng em lại thấy bạn bè của mình cũng bị thủy đậu rất là nhiều, cho nên là mà đấy là còn chưa đến mùa xuân nhé. Mùa xuân là cái mùa mà cái bệnh ngoài da nó nặng hơn đó, cho nên là mình cần phải chú ý, đúng không? Em mong muốn là mình chia sẻ càng sớm càng tốt đó, để cho mọi người có thể có được một cái sự tự tin khi mà mình gặp phải. Với mà đi hỏi là rối lắm, em không có thời gian để hướng dẫn kỹ nữa đâu, đúng không? Dạ, là mình nắm được hết rồi đúng không ạ? Mọi người nắm được hết chưa ạ? Hay là mọi người bị làm sao ngủ quên hết rồi, tắt camera hết rồi? Nắm được hết rồi đúng không? Có câu hỏi gì không ạ? Có ai có câu hỏi gì không? Thì mình sẽ giải đáp luôn vào cái buổi hôm nay. Dạ, nhiều nhà bị thủy đậu lắm à, đúng không? Mà mọi người sợ lắm, nhất là bây giờ cứ bôi cái xanh metilen á, nó xanh. Nên bây giờ mọi người không cần phải bôi xanh metilen đâu, cứ gặp cô Hà Lê bôi dầu chống viêm. Khi mà bé bị cả trong miệng mà bị ho, mình cho con uống luôn dầu chống viêm, nó cũng làm dịu đi cái sự đau rát ở bên trong, cái ngứa rát đấy. Đúng không? À, có Hương Hải cứu được không à? Một cái câu hỏi này cũng hay này. Đấy. Thật ra á, là nó ngứa, cho nên nếu mà mình hơ á, là mình hơ được nhé, mình hơ được. Nhưng mọi người biết không? Nó những cái mụn mà nó đang đang viêm lên á, mình hơ vào nó rất là rát, nó rất là rát luôn. Cho nên là trẻ con nó không chịu được cái rát. Nếu như mà người lớn của mình chịu được cái nóng thì mình hơ mình cảm thấy nó sướng. Nhưng mà trẻ con nó không chịu được cái rát, cho nên là tùy mình hơ được nhé, nhưng mà mình không nhất thiết mình phải hơ, bởi vì bản thân em cũng bị mà em có hơ đâu mà. Thật sự em không hơ. Vì nó là bản chất là virus, bản chất của nó là virus, cho nên là mình cứ khống chế được cái virus là mình vệ sinh sạch sẽ là nó cũng sẽ không bị lan nhiễm nữa, được không?